Hôm qua, Công an phường Đông Xuyên, thành phố Long Xuyên phối hợp trường Trung học cơ sở Hùng Vương và đoàn thanh niên phường tổ chức ra mắt mô hình cổng trường an toàn giao thông và thành lập tổ tự quản an toàn giao thông. Trường Trung học cơ sở Hùng Vương có vị trí cổng trường gần khu dân cư và giáp với tuyến đường tỉnh lộ 943. Vào các giờ cao điểm, học sinh tan trường đông cùng với lưu lượng phương tiện và người dân tham gia giao thông trên đường tiềm ẩn nguy cơ tai nạn xảy ra. Việc ra mắt cổng trường an toàn giao thông nhằm tăng cường công tác tuyên truyền giáo dục cán bộ, giáo viên, học sinh và phụ huynh trong việc nâng cao ý thức chấp hành các quy định về trật tự an toàn giao thông, xây dựng môi trường giao thông an toàn, hình thành thói quen tham gia giao thông an toàn, góp phần đẩy lùi tình trạng vi phạm pháp luật về trật tự an toàn giao thông trong lứa tuổi học sinh. Cùng ngày, Ủy ban Nhân dân phường Bí Long, thành phố Long Xuyên phối hợp trường tiểu học Châu Văn Liêm tổ chức lễ ra mắt mô hình cổng trường an toàn giao thông và thành lập tổ tự quản an toàn giao thông. Việc ra mắt mô hình sẽ góp phần nâng cao nhận thức và ý thức tự giác chấp hành các quy định của pháp luật trong công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông của cán bộ, giáo viên và học sinh khi tham gia giao thông tại khu vực cổng trường. Dịp này, Ủy ban Nhân dân phường vận động mạnh thường quân trên địa bàn tặng 100 nón bảo hiểm và dụng cụ điều khiển giao thông cho nhà trường, giúp phụ huynh và học sinh an tâm trong việc tham gia giao thông khi đưa rước con em đến trường.